Thưa quý vị và các bạn, với nền nhiệt mát mẻ và dễ chịu quanh năm, Sapa luôn là điểm đến du lịch ưa thích của rất nhiều du khách cả trong nước và quốc tế. Và trong rất nhiều những địa danh nổi tiếng nơi đây thì Thác Bạc với không khí trong lành, mát mẻ luôn là một trong những điểm du lịch quen thuộc. Nằm cách thị trấn Sapa 15 km về phía Lai Châu, Điện Biên, mất khoảng 30 phút đi bằng xe máy hay xe buýt, du khách sẽ tới một trong số ít thác nước đẹp nhất Việt Nam. Thác bạc có độ cao hơn 200m là thượng nguồn của dòng suối Mường Hoa. Từ trên khe núi cao, dòng nước ầm ầm đổ xuống tung bọt trắng xóa như những đóa hoa, vì vậy được người dân gọi là thác bạc. Hy vọng chia sẻ vừa rồi đã giúp quý vị và các bạn có thêm địa chỉ du lịch trong những ngày hè sắp tới.